Đứng cạnh Ngọc Trinh đẹp như công chúa, Diệu Nhi mặc nhầm váy bầu, da kém hẳn vài tông. Ngọc Trinh dìm tới bến những người đứng cạnh mình, và Diệu Nhi không phải là nạn nhân duy nhất. Ngọc Trinh, Diệu Nhi là cặp chị em thân thiết mới của showbiz Việt vì cùng tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh. Cả hai đang tích cực đồng hành trong nhiều sự kiện quảng bá dự án. Xuất hiện bên cạnh nữ hoàng nội y ắt hẳn là một áp lực lớn đối với bất kỳ đại mỹ nhân nào, chứ đừng nói đến Diệu Nhi. Tuy nhiên, nhờ tính cách tương tự, vô tư, thoải mái, thương hiệu nên chắc chắn bạn gái anh Tú chẳng màng đến việc sợ xấu, sợ lép vế bên đàn chị. Có lẽ vì vậy mà trong buổi vừa qua, nữ diễn viên chỉ chọn một chiếc váy hoa dáng baby doll, hao hao đầm bầu, Diệu Nhi trông giản dị đến xuề xòa, trong khi Ngọc Trinh làm tóc xoăn nhẹ, trang điểm cầu kỳ, mặc váy xòe hở ngực, hệt như một nàng công chúa. Sự chênh lệch ngoại hình giữa Diệu Nhi và Ngọc Trinh trong sự kiện vừa qua cũng là váy hoa, nhưng mỗi người một vẻ. Ngọc Trinh chiếm hết spotlight của đàn em, dù sao đi nữa Diệu Nhi cũng chẳng buồn để tâm, vẫn giao lưu nhiệt tình với khán giả. Ngọc Trinh chưa bao giờ khiến người ta thất vọng về nhan sắc. Một bình luận nhắc nhở Diệu Nhi nên châu chút hơn. Bà Nhi ăn mặc kiểu gì vậy á? Trinh đã đẹp thì Nhi cũng đừng để bản thân bị dìm hàng vì quần áo vậy chứ. Thật khó để tìm được một khoảnh khắc dìm hàng Ngọc Trinh. Loạt ảnh bộ đôi, nữ diễn viên bên ekip. Diệu Nhi có vẻ rất ưng họa tiết này. Sự kiện trước cô cũng chọn một chiếc áo hoa y hệt nhưng mặc với quần, trong khi Ngọc Trinh lại chọn váy hai dây ấn tượng hơn. Cận cảnh vẻ đẹp búp bê của Ngọc Trinh ở tuổi 30, dìm đến chìm bất cứ ai, muốn nể cũng không được. Thực chất Diệu Nhi đang ngày càng xinh đẹp hơn chứ không hề thua kém Ngọc Trinh quá nhiều. Nếu lựa chọn phong cách tương đồng, cả hai đều tỏa sáng ngang nhau. Ngọc Trinh bất làm quá chưa chắc đã có thể lấn át đàn em. Thần thái mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10 trong bộ ảnh mới chụp. Hé lộ hình ảnh con gái Long Nhật vừa xinh đẹp vừa gợi cảm không kém gì hot girl. Được biết, cô gái sinh năm 1995, năm nay gọi Long Nhật là bố nuôi và hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi vẻ ngoài xinh xắn cuốn hút. Thông tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới trong mấy ngày gần đây đang được nhiều fan chú ý. Khi tin này chưa hạ nhiệt thì mới đây nam ca sĩ lại tiếp tục gây xôn xao khi giới thiệu với truyền thông và công chúng cô con gái có tên Trúc Chi. Trên thực tế, Trúc Chi là con gái nuôi được Long Nhật đỡ đầu trong hoạt động ca hát. Trúc Chi sinh năm 1995 tại Mỹ Tho. Cô sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt ưa nhìn và có giọng hát ngọt ngào. Cô thường xuyên được cha nuôi dẫn đi diễn cùng. Với vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp cộng thêm ngoại hình bắt mắt, con gái nuôi của Long Nhật có nhiều lợi thế để phát triển trong showbiz Việt. Có thể thấy Trúc Chi thường diện những chiếc đầm dạ hội sang trọng hoặc gắn liền với tảo dài truyền thống, một hình ảnh quen thuộc của các ca sĩ theo đuổi dòng nhạc bolero. Thế nhưng nếu gặp bên ngoài sẽ thấy con gái nuôi của Long Nhật có gu thời trang trẻ trung, năng động và không kém phần gợi cảm. Bởi cô sở hữu những đường cong nóng bỏng, Trúc Chi không ngại ngần khoe lợi thế hình thể thông qua những trang phục rất xanh điệu. Mặc dù chưa có nhiều thành tích về tài năng âm nhạc, nhưng về ngoại hình có thể thấy Trúc Chi không hề thua kém bất kỳ hot girl nào. Trên trang cá nhân của mình, Trúc Chi không ngần ngại đăng tải những hình ảnh gợi cảm của mình. "11 tuổi đẹp như hoa hậu, cuộc sống của Harry bản Việt, con nhà Ricky, cuộc sống tiểu công chúa sang chảnh. 11 tuổi đã có gia tài trong tay, Harry bản Việt sang hơn cả bản gốc." Sau khi công bố dàn diễn viên chính thức gia đình là số 1/2, phiên bản Việt của Harry chính là hoa hậu nhí Bảo Ngọc. Với vẻ ngoài thanh tú hơn cả bản gốc, ban đầu Bảo Ngọc bị đánh giá không hợp vai. Tuy nhiên một số người cũng mong cô bé có thể hoàn thành tốt vai diễn. Sinh năm 2008, ngay từ khi rất nhỏ, ngoại hình nổi bật của Bảo Ngọc đã đốn tim người đối diện. Cô bé được yêu mến gọi với biệt danh Hoa Khôi Nhí Tây Đô. Từng tham gia rất nhiều show lớn nhỏ dành cho trẻ em như Đồ Rê Mí, Gương Mặt Thân Quen Nhí. Bảo Ngọc cũng là một trong những tài năng nhí rất đắt xô. Kiếm tiền từ tuổi còn nhỏ, Bảo Ngọc cũng có cuộc sống cực kỳ sang chảnh. Dù mới 11 tuổi, cô bé đã được du lịch rất nhiều nơi trên thế giới và trải nghiệm những tiện nghi sang trọng trong sinh hoạt đời thường. Nhìn dàn đồ chơi của Bảo Ngọc mà người lớn cũng phải trố mắt. Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng rất chú trọng đến việc rèn luyện sức khỏe và tập hát, múa trau dồi năng khiếu của mình. Bảo Ngọc được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, ngồi máy bay xịn và trải nghiệm những trò chơi dành cho giới nhà giàu. Hương Giang
an ủi người kế nhiệm trước thềm chung kết Hoa hậu chuyển giới, Hương Giang đã chủ động đến an ủi đại diện Việt Nam khi không may mắn lọt top 3 trong đêm thi tài năng. Hoa hậu Hương Giang đã có những hành động thiết thực để ủng hộ đàn em Nhật Hà trước thềm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019. Những ngày qua, Hoa hậu Hương Giang đang có mặt tại Thái Lan để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019 với vai trò đương kim Hoa hậu. Tối 2 tháng 3, Hương Giang xuất hiện tại đêm thi trang phục truyền thống và tài năng. Người đẹp chọn kiểu váy, cắt xẻ gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài ra, một trong những điểm đặc biệt khiến khán giả có thiện cảm hơn với Hương Giang chính là hành động đến an ủi khi đại diện Việt Nam không may mắn lọt top 3 trong đêm thi tài năng. Hương Giang đến động viên cũng như tiếp thêm nghị lực cho đàn em Đỗ Nhật Hà. Với mối quan hệ thân thiết giữa Hương Giang và bà chủ tịch cuộc thi, khán giả đang hy vọng Nhật Hà sẽ có thêm cơ hội lặp lại kỳ tích cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp. Trước đó, trong một bài phỏng vấn khi được hỏi về vẻ đẹp của quán quân chinh phục Hoàng Mỹ mùa đầu tiên so với mặt bằng thí sinh Miss International Queen, Hoa hậu Hương Giang cho rằng Đỗ Nhật Hà có những điểm mạnh riêng để được chọn làm ứng viên tranh vương miện năm nay. Ngoài ra, Hương Giang cũng không phủ nhận những ý kiến đánh giá Nhật Hà từ cô cho rằng tuy Nhật Hà chưa thực sự beauty queen, nhưng lại có được tổng thể khá toàn diện và thậm chí khá giống với Hương Giang tại Miss International Queen 2018. Chung kết cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019 diễn ra ngày 8 tháng 3 tại Thái Lan. Hãy cùng đón xem liệu đại diện Việt Nam có giữ được chiếc vương miện danh giá này hay không nhé! Lý do gì mà Nhã Phương từ mặt bạn thân khống chế truyền thông về chuyện bầu bì, quyền lực không nhỏ? Nàng ngọc nữ màn ảnh đã có những ứng xử khá sắc lạ so với ngày xưa, phần nào chứng minh cô mới đích thị là bà xã xứng đôi nhất của Mười Khó. Nhã Phương là một trong số ít nữ diễn viên được công chúng yêu mến vì sự dễ thương và thân thiện. Dù xuất hiện ở đâu, cô cũng luôn nhiệt tình chào hỏi khán giả và người hâm mộ. Từ lúc vào nghề đến nay, Nhã Phương đã chinh phục mọi người bởi đức tính hiền lành và hiếm dính thị phi của mình. Tuy nhiên, từ sau khi kết hôn, nhiều người nhận thấy cách ứng xử của Nhã Phương có phần đổi khác. Cô khó chịu hơn và nhạy cảm hơn, nhất là với nghi án mang thai với ông xã. Thậm chí sự thân thiện cũng giảm sút khi cô cố gắng né tránh ống kính của người hâm mộ. Thay vì cái vẫy tay chào như trước đây, phải chăng Nhã Phương đã thay đổi? Những sự chuyển biến trong ứng xử này lại khiến cô ngày càng giống với ông xã của mình. Cố gắng chống chế việc mang thai, từ trước khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương đã dính nghi án bầu bì. Cô liên tục lộ rõ hình ảnh vòng hai lớn bất thường trong nhiều bức ảnh. Thậm chí nữ diễn viên còn không ít lần bị chụp cận hình ảnh, phát bụng bầu đi sự kiện hay mua sắm cùng ông xã. Tuy nhiên đến nay Nhã Phương chưa một lần lên tiếng vì thông tin này, khiến nhiều người cảm thấy rất khó hiểu. Bởi cô đã nên duyên vợ chồng cùng Trường Giang, thì sinh con vốn dĩ là chuyện vui, ai nấy đều vui mừng cho họ, cớ sao lại quyết liệt giấu. Cách đây không lâu, nhà sản xuất phim Trạng Quỳnh gửi thông cáo báo chí tiết lộ Điềm là vai diễn cuối cùng của Nhã Phương trước khi bước sang một ngưỡng cửa mới thiên chức làm mẹ. Nàng ngọc nữ màn ảnh đã có những ứng xử khác lạ so với ngày xưa, phần nào chứng minh cô mới đích thị là bà xã xứng đôi nhất của Mười Khó. Ngay lập tức, Nhã Phương đã làm việc với nhà sản xuất và yêu cầu gửi công văn đính chính thông tin nói trên. Sau đó, nhà sản xuất Trạng Quỳnh gửi công văn đính chính xin lỗi vì tung tin mỹ nhân sinh năm 1990 đóng phim cuối trước khi sinh con. Đại diện nhà sản xuất cho biết, liên quan đến các bài báo về việc truyền thông vai diễn Điềm trong bộ phim điện ảnh Trạng Quỳnh do Nhã Phương đóng vai nữ chính, chiều ngày 10 tháng 1, 2019, là nhà sản xuất phim điện ảnh Trạng Quỳnh, chúng tôi chính thức gửi lời xin lỗi về việc đồng ý, gửi đi thông cáo báo chí trong đó đề cập đến các thông tin riêng tư liên quan đến Nhã Phương mà chưa được thông qua từ phía Nhã Phương hay đại diện quản lý của Nhã Phương. Đáng nói hơn, sau sự cố này, Nhã Phương gần như cạch mặt với ekip bộ phim. Vào ngày ra mắt chính thức của Trạng Quỳnh, Nhã Phương vắng mặt không lý do. Cô cũng không gửi hoa chúc mừng, cũng không đăng tải bất kỳ dòng trạng thái chúc mừng hay kêu gọi fan đến rạp xem phim để ủng hộ cho vai nữ chính của mình cũng như bộ phim. Hành động này của Nhã Phương làm khán giả hơi thất vọng. Vì chuyện cô mang thai không còn là bí mật, có nhất thiết phải hành sự khó chịu như thế với những người từng hợp tác công việc với mình hay không? Giận từ khán giả đến bản thân vì tiết lộ chuyện bầu bì, mọi thay đổi của Nhã Phương có thể dễ dàng nhận ra từ khi cô kết hôn và lộ thông tin mang thai. Có vẻ nữ diễn viên cực nhạy cảm và không thích bất kỳ ai nói về vấn đề sinh con của cô. Tuy nhiên, thông tin gì càng giấu giếm càng trở nên thông tin được tò mò và tìm kiếm. Vào tháng 11, 2018,
Khi được báo chí hỏi về việc không mời Nhã Phương đóng MV, bạn thân của cô là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cho biết, thời gian này Nhã Phương đang mang bầu, tôi cũng hơi tiếc vì chị Phương không thể tới chung vui tại buổi ra mắt hôm nay. Sau đó vì biết mình lỡ lời, Trung Quân đã mất ăn mất ngủ vì hành động bồng bột, cảm thấy vô cùng có lỗi với bạn. Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi bạn thân và mong nữ diễn viên tha thứ dù không nhận được hồi đáp. Tôi đã nhắn tin xin lỗi Nhã Phương ngay sau đó, nhưng chị ấy không trả lời tin nhắn mà chỉ hiện lên thông báo đã xem. Khi tôi nói ra những điều như thế, có lẽ chị Phương đã rất giận. Chị có quyền giữ im lặng và bản thân tôi cũng xứng đáng nhận được sự im lặng của chị. Có lẽ lời xin lỗi của tôi cần có phải thời gian mới được chị chấp nhận. Tôi hy vọng đến thời điểm nào đấy, chị Phương sẽ nguôi ngoai và bỏ qua lỗi lầm của tôi. Dường như Nhã Phương quyết cạch mặt bản thân vì lỡ tiết lộ đời tư mà mình cố giấu. Không chỉ đối xử thẳng tay với bản thân khi vạ miệng nói chuyện bầu bì, Nhã Phương cũng lơ đẹp fan trên trang cá nhân. Mỗi khi họ hỏi thăm việc cô sinh con, sức khỏe thế nào sau khi mang thai. Nói tóm lại, cứ bình luận có dính chữ bầu bì sinh con, Nhã Phương lướt qua như một cơn gió. Cô chỉ tương tác nhấn like cho những bình luận khen đẹp khen sinh. Lộ diện sau sinh con nhưng lại tránh ống kính người hâm mộ. Vào ngày 22 tháng 1, 2019, các trang báo mạng đồng loạt đăng tin Nhã Phương sinh con, thế nhưng cô vẫn quyết không lên tiếng. Nhã Phương cũng quyết ở ẩn và tuyệt nhiên không xuất hiện trước truyền thông hay khán giả. Tuy nhiên, vào 11 tháng 2, 2019, một cư dân mạng vô tình bắt gặp vợ chồng Trường Giang đang đi du lịch cùng nhau ở Vũng Tàu. Nhìn từ xa thấy Nhã Phương cười tươi tắn vui vẻ. Vừa thấy bị chụp trộm, Nhã Phương đã vội cúi gằm mặt xuống, còn Trường Giang thể hiện thái độ lạ. Hành động này của Nhã Phương gây thất vọng với người hâm mộ, vì trước đây khi bị bắt gặp trên phố hay bị phóng viên, Nhã Phương vẫn tươi cười vẫy tay chào mọi người một cách nhã nhặn lịch sự. Thật bất ngờ với hành động cúi gằm mặt xuống của Nhã Phương khi lọt vào tầm ngắm trong lần này. Còn đâu tiếng thơm thân thiện đáng yêu của nàng ngọc nữ màn ảnh ngày nào?